Mày tưởng mày là kẻm gai của ngày xưa hả? Mày biết ngày xưa tao thích nhất cái gì ở mày không? Cái hình xăm này nè. Tao tao bự hình xăm. Là ba tô ha. Quán nào khách hoa. Chúc mừng mày. Mày nghỉ rồi. Mày biết đây ai không? Chị 13 đó. Ngày xưa nắm hết mấy khu ở đây. Nhưng mà bây giờ rửa tay gác kiếm rồi. Chị, mấy khu này của chị giờ em nắm hết rồi. Nghe nói dạo này mày lên đó hả? Có đâu, thời thế thôi chị. Khoan xin lỗi đi. Xin lỗi chị 13. Chịu lành thôi. Chị nói sao? Hiểu lầm thôi hả chị? Nó là đàn em của em. Em đánh nó. Không lẽ bây giờ nó đánh lại em hả chị? Chị tính sao? Vậy chứ mày tính sao? Mày im! Tụi bay bơi vô đây! Bơi vô đây! Nghe nói dạo này mày coi hết khu này hả? Từ nay về sau quán thằng em tao mà có chuyện gì, tao kiếm một mình mày thôi đó. Đi đi. Ê! Ba má nó không có dạy, trước khi đi phải chào người lớn đó mày. Em đi nha chị 13. Đi đi. Nó đi chưa? Đi rồi chị.